Hello, xin chào các đồng chí, chị các bạn thân mến của mình, thành phố Bảo Lộc, thành phố thân yêu, một thành phố mà Lê Minh đã về đây lập nghiệp trong suốt mười mấy năm. Một thành phố hiện nay là sẽ là một trung tâm trong tương lai, anh chị các bạn biết Bảo Lộc này sẽ là một cái thành phố đứng thứ hai của Đà Lạt. Các bạn biết những cái vùng ở trên này ngày xưa khi mình về nó chỉ là một cái vùng thị xã thôi. Nó chỉ là một cái thị xã Bảo Lộc, sau này lên thành phố. Và Bảo Lộc đang tiến lên, sẽ là lên từng bậc một, sẽ trở thành đô thị loại một trong tương lai, anh chị các bạn. Các anh chị các bạn biết những vùng đất trong đây ngày xưa ông về nó hoang vắng lắm. Bây giờ những cái bà con nông dân ở trên đây, tôi nói anh chị các bạn, đại gia không? Ngày xưa đất trồng cà phê, sầu riêng, măng cục, trà. Ngày xưa đất không có giá, các bạn biết mười mấy năm về trước nói chung là giá rất là rẻ. Cái vành đai quốc lộ 20 được bắn và ra dời đường Trần Phú này sẽ trở thành đường nội thành, và quốc lộ 20 đường chánh đó sẽ đi ra ngoài, những cái xe mà xe tải là sau này sẽ đi ra ngoài hết, không còn đi trên đường Trần Phú này nữa. Các bạn biết cái đường Trần Phú này rất là sầm uất, nhà cũng với lại đường Hà Giang rất là sầm uất, buôn bán rất là sầm uất, nhà ở đây đụng vô là trái tay á, Hà Giang với lại Trần Phú luôn. Các bạn biết cái miếng đất mà Lợi Minh mua ngày khi xưa đó rất là rẻ, lúc mình về là cà phê lúc đó chỉ có 16.000 ký thôi. Các anh chị các bạn biết chủ vườn coi như là nhiều người bỏ cà phê, đốn cà phê nó quá rẻ đi mà không ai muốn canh tác lên nữa. Sau này là mình về là canh tác lên là cà phê nhảy giá trở lại, có lúc lên tới 50.000 ký cà phê tươi. Để mình làm thời gian thì nhờ ơn bác và đảng, cái miếng đất của mình được bắn trúng ngay cái bành đai, chính phủ lấy thu về mà khoảng công đất mình ra được 70m mặt tiền, mà mình có một mặt tiền nội bộ nữa. Sau này mình thấy được giá mình đẩy luôn xong mình trở về quê ngoại mình về lại quê ngoại đây, cái mình tưởng đâu là mình sẽ ở đây mãi luôn á, chứ khí hậu trên đây rất là tuyệt vời anh chị các bạn. Đây, bây giờ dân trên này, bây giờ đất ở trên Bảo Lộc này rất là hot, rất là nóng, tại vì trong nó có nhiều dự án rất là hấp dẫn, những cái dự án tầm cỡ quốc tế chứ không phải là giỡn. Các bạn thấy chỉ có mấy năm thôi mà bây giờ nó đã nhộn nhịp sầm uất như thế này. Đây, giờ này 7 giờ mấy, gần 8 giờ, các bạn thấy dọc theo hai bên lộ Trần Phú này bán buôn rất là sầm uất, rất là đẹp. Người dân thì ăn nên làm ra. Những cái dân đại gia bây giờ họ về trên đây rất là đông, tại vì trời phú cho cái vùng đất Bảo Lộc này ưu đãi, cái thiên nhiên rất là tốt, khí hậu rất là tốt. Các bạn biết mát mẻ quanh năm, không nóng quá mà cũng không lạnh quá. Cái vùng đất Bảo Lộc này mình cũng lấy rất là tiếc khi bán cái miếng đất ở Bảo Lộc. Lúc đầu là mình cũng định giữ để đặng mà sau này xây lên một cái khu resort, nhưng mà thấy thôi, một mình làm không ai phụ, canh tác không ai chăm sóc, mướn người làm đồ nhiều khi cũng vất vả. Mỗi năm mình về mình cũng làm cà phê đồ, thấy quán xuyến một mình quán không nổi, thuê người thì mình cũng không quán xuyến hết nổi. Cho nên cái miếng đất nó được bắn cái mặt tiền quốc lộ 20 đó anh chị các bạn, mình bán mà còn bị lầm á, anh chị các bạn biết, bán mà còn bị lầm á, sang tay xong mà có người lầm mấy tỷ á, thành ra thôi kệ, đẩy. Bây giờ mình về lại quê Mỹ Tho, mình xây cái nhà rồi bỏ nhiêu vốn đó trong ngân hàng rồi đầu tư thêm ít đất đai nữa, cái dục đó. Chứ giờ làm vườn không có người chăm sóc á, cái miếng đất đó mình mà có người chăm sóc, anh chị các bạn biết mình giữ lại, biết tôi nói chị các bạn, trong tương lai nó lên 50 triệu, cả trăm triệu, có trăm tỷ đó, chứ không phải giỡn đâu. Miếng đất của mình, cái người mà mới mua đó mê lắm, chỉ có mới ký sổ thôi là cái người mua đó vô cho xe máy cài ban liền, ban đưa đất nền lên nó rất là đẹp, con suối và mình đã đưa mặt bằng rồi lên, mình bỏ ra 600
chịu san lấp mặt bằng đồ ngon lắm. Các bạn biết miếng đất của mình một mẫu mấy mà nó nằm trong thành phố nữa, nó trực thuộc về thành phố, rất là đẹp. Các bạn thấy ở quê nhà cuộc sống sung túc, ăn nên làm ra, rất là tuyệt vời anh chị các bạn. Nó hoàn toàn không phải giống như những cái thành phần xuyên tạc chống phá đất nước, mấy cái đám mà lôi trôi lóc nhóc như con dồi ở trong nước rồi. Ngay cả tôi nói chị các bạn, như cái thằng Phạm Bu Bi rồi, tên tào lao mày, cái thứ mà hỉ mũi thì chưa sạch. Tôi nói anh chị các bạn, cái thằng này nó hơi, tôi nhận được một số tin tức của anh em kể cho tôi nghe, một cái em phụ nữ ở với Tây Ninh rất là tội nghiệp, để tôi dặn máy lạnh lên cho nó im, mình like cho nó im một chút. Ok anh chị em các bạn, rất là tội nghiệp cho các em phụ nữ này ở Tây Ninh ấy. Khi mà lên mạng em đấu tranh chống những cái luận điệu xuyên tạc của những thành phần trong và ngoài nước, thì cái thanh niên này, cái thanh niên Phạm Bu Bi này đó, bởi tôi nói anh chị em các bạn, gọi là chính trị nửa mùa, yêu nước chẳng ra cái ôn quái gì hết. Khi mà xuyên tạc như vậy thì cái em này, tôi không tạm thời không nói tên, anh chị em các bạn thông cảm nha, nó vô Facebook người ta, nó gọi điện thoại, nó khủng bố tinh thần gia đình của cái em này. Tôi thấy cái em này buồn, lên trên Facebook buồn, tại vì khi người ta có lòng với quê hương mà bị những thành phần vậy, nó khủng bố em là phụ nữ, rồi khủng bố con người ta, rồi khủng bố gia đình người ta nữa. Các bạn biết cái thằng Phạm Văn Bu Bi này nó hỗn láo và nó mất dạy đến độ như vậy, thì hỏi anh chị các bạn, lại có một số những thành phần ủng hộ nó, là những thành phần mà gọi là nó không hiểu gì về chính trị cả, bởi nó do những cái đám mà chống cộng ở hải ngoại như tụi Dịch Tân đồ, cờ vàng cờ chó rồi bên đó đó, bên tôi căm thù mấy cái đám đó, nó đầu độc mấy đứa trẻ. Hỏi các bạn chứ những cái thằng Phạm Bu Bi mất dạy đó, nó đi làm chính trị nếu mà nó hiểu biết thì nó đâu có làm chuyện tào lao như vậy. Chính trị kiểu kỳ vậy, mình đi đấu tranh dân chủ thế này nọ mà người ta đối lập với mình, người ta không có đồng chính kiến với mình gọi điện thoại khủng bố gia đình người ta. Nó cũng ở Tây Ninh mà nó khủng bố gia đình của cái phụ nữ này, tôi thấy rất là tội nghiệp cho cô ta. Hỏi các bạn chính trị gì quái đản vậy, rồi gọi con người ta, rồi con người ta bán buôn trên mạng, nó vô cái trang mạng của con người ta, cái người phụ nữ này các bạn biết nó khủng bố, nó bảo là mua bán để nọ, nó lừa đố kiểu nó làm quá ư là nhục nhã. Bởi tôi nói mấy cái đám mà lôi trôi lóc nhóc như con dồi lên mạng đấu tranh, nó giống như những thành phần gọi là côn đồ lưu manh giả danh chí thức. Nhiều khi mình nói trên mạng nó hơi quá sự thật là như vậy anh chứ. Cái thằng Phạm Bu Bi này, Bu gì đó, tôi nghĩ là ba mẹ nó cần phải giáo dục nó lại. Xã hội này giáo dục nó không được rồi, trường học đã giáo dục nó không được, cha mẹ nó cần phải giáo dục nó lại. Còn không thì nấu nồi sôi đó, đổi cái tên nó lại, Nguyễn Văn Bu thì cũng được, Nguyễn Văn Bi thì cũng được, có Phạm Văn Bi, Phạm Văn Bu thì Phạm Văn Bi cũng được. Không Phạm đã Bu mà còn Bi nữa, bà nội cha nó cái tên gì mà quái, con người cũng quái. Học hành thì không tới nơi đến chốn mà lên mạng, khi chính trị có cái sự không có người ta không đồng tình với mình quay qua mình gọi điện thoại mình khủng bố gia đình người ta, thì tôi thấy cái thằng Phạm Bu Bi này cũng hết thuốc chữa rồi. Chứ để cho nó quan tưởng cho đến khi nào mà nó lụi bại thôi. Cái cuộc đời của mấy đứa này nó cũng đi đến giai đoạn đó anh chị các bạn. Tôi thấy đầy trên mạng. Các bạn thấy ngay cả những thành phần dân chủ cũ trong nước như con Lê thì Công Nhân, nó đi đấu tranh con khỉ gì mà tôi thấy dân xách chỗ trà xách chỗ trà đập nó. Dân họ thấy họ thấy nó không có đúng với cái cuộc sống hiện tại. Con này con Công Nhân tôi thấy cái bà người dân cầm một chỗ trà quýnh đứa nhỏ tới bời ba lá. Rồi mấy cái thành phần như Phạm Nhân Đài, ô thôi toàn là gì đâu không buông chính trị. Phạm Nhân Đài cũng vậy, buổi đó mà yêu nước con khỉ gì cũng đấu tranh tùm lum tè le, rồi lừa cả trăm ngàn người sách ôm ra qua bên Đức rồi. Rồi trốn bên đó rồi tụi chống cộng nó cũng quay ra chửi. Rồi bây giờ luật sư Phạm Văn Đài, chàng ơi, nghe thấy mỏi.
Mình hứa chị các bạn mình không like, mà mình chạy mình thấy cái gì nó hay hay mình cũng muốn like à. Thành ra chị các bạn thông cảm, nó chơi nhiều khi về quê hương đất nước rồi thấy cái đất nước của mình đang phát triển đổi mới, mình đi qua những thành phố, các bạn biết mình đi từ Nam tới Bắc, mình đi từ Nam tới Bắc, từ cao nguyên xuống đồng bằng á, mình lái xe điên mình vậy đó. Hồi xưa lúc trước á, từ ngoài Bắc mình lái một mình về trong Nam ha, rồi mình lên tới Kon Tum, Pleiku luôn, Gia Lai, Buôn Ma Thuột, mình đi nhóc hết, mình đi mình cho biết thấy cái quê hương của mình, cái cuộc sống của những vùng sâu vùng xa. Các bạn biết ngay cả Phú Đồng Nai, Phú Lý, Vĩnh Cửu, những cái vùng mà trong lòng hồ Trị An á, là tôi đi nát ở trong đó. Hồi xưa tôi mở công ty nhà máy nước trong đó, tôi giác từng thùng nước tôi đi bán, các bạn nghĩ đi. Tôi cũng chịu chơi đó, nhưng mà giờ về giác từ thùng nước sản xuất ra từ bình nước khoáng rồi đi bán, rồi nhân công, rồi vui lắm. Hồi 30 Tết còn sản xuất nước để đặng bán, chạy lái xe mà xe cái tàu mọt á đi giao nước rồi vui lắm. Bà con ở cái xã Phú Lý á, họ thấy họ còn lắc đầu luôn. Cái ông này nó về sao cái gì nó cũng làm hết trơn ta, khiêng từng thùng nước, ai kêu là xách chiếc tàu mọt gắn vô cái đít xe Honda là kéo. Thôi mình like tới đây nha, đường tối. Xin chào mấy cô, xin hẹn gặp anh chị các bạn tập kế tiếp, không biết tập mấy. Hello, bye bye, xin chào anh chị các bạn nha, chúc anh chị các bạn buổi tối thật là yên bình và hạnh phúc, và sẽ có một ngày mai tốt đẹp nhiều hơn, luôn luôn phấn đấu vượt khó, không có gì khó, chỉ lòng không bền, sức người sỏi đá của thành công cũng thành công. Thì tôi gửi đến cái em mà ở Tây Ninh, cái em phụ nữ mà chiến đấu trên không mạng, phải cố gắng lên, đừng có vì những cái thành phần mà như cái thằng nhóc lôi nhôi như con dồi và Phạm Bubi gì đó, Bubi Bubet Bulebe gì đó, mà mình nản chí anh hùng. Mình phải noi gương những cha anh chúng ta bất khuất, kiên cường, can đảm, dũng cảm, không có gì phải sờn lòng. Luôn luôn chứ dưới kẻ thù là mình phải hiên ngang, không bao giờ chịu thua chúng nó. Đừng sờn lòng khi mà nó có những cái khủng bố gia đình mình. Mình phải quyết tâm, gọi là lý, chân lý luôn thuộc về người đúng, lẽ phải luôn thuộc về gì, chân lý. chân lý luôn thuộc về lẽ phải. Mèn đất ơi, cái tật của mình tiếng Anh là dốt mà tiếng Việt là ngu, mà lại hay nói chữ. Anh và anh chị các bạn thông cảm. Bye bye.